Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ test một cái đèn tính ở trong cái đèn tính này được lắp một cái mobin. Đây thì và đây là một bộ thu phát dành cho đàn tính và đàn guitar. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là cái độ bắt xa của cái đàn tính này nó đến tầm độ bao nhiêu mét nhé. Các bạn cùng theo dõi xem thầy chú Thạch sẽ di chuyển bao xa để xem được cái độ bắt của cái bộ thu phát này như thế nào các bạn nhé. Thầy đang đi rất xa. Lúc nãy hai thầy trò có chiếc loa, một chiếc âm ly nhỏ đây các bạn. Đấy, một cái âm ly cũ đều cái loa đều nhưng mà vẫn bắt rất là tốt, sử dụng rất tốt các bạn đấy. Các bạn có thể thấy thầy chú Thành đang di chuyển rất là xa cái kia. Bắt rất là xa. Thầy dừng đàn chào khán giả cái đó. Giơ tay bên dưới. Đấy, chắc đến tầm đấy các bạn. Thầy dừng đàn chào khán giả, giơ tay bên phải. Rồi, ok, bây giờ tiếp tục. Hiện tại thầy chú Văn Hạch đã đi vào giữa bãi ngô rồi các bạn ạ. Nhưng mà hệ thống thu phát này vẫn bắt rất là tốt. Phải nói là chất lượng là trên cả tuyệt vời. Đấy. Anh trai của thầy Chu Văn Thạch là anh Chu Văn Vàng đấy. Luôn luôn hỗ trợ thầy sản xuất những chiếc đàn tính đẹp nhất để phục vụ toàn thể các bạn. Và hiện tại anh Chu Vàng hôm nay rảnh rỗi đang đi ra vùng ruộng. Anh Chu Vàng chào mọi người cái. Rồi. Thầy chú Thạch đi vào bãi ngô rồi các bạn ạ. Không biết là thầy đang đứng ở chỗ nào. Đúng là bộ máy này bắt rất là xa. Bây giờ mình sẽ zoom cho các bạn xem thầy chú Thạch ngồi ở đâu nhé. Theo khoảng cách ước lượng của Xuân Hữu từ vị trí chiếc âm ly này ra đến vị trí chỗ thầy Thạch đang chơi đàn tính thì nó rơi vào khoảng hơn 100 mét các bạn ạ. Như vậy thì bộ này có thể sử dụng hát sân khấu lớn bình thường, biểu diễn sân khấu lớn tuyệt vời luôn. Ra xa quá qua cái mức cho phép của bộ thu phát này thì nó sẽ bị rè một chút, có tiếng sệt sệt. Còn thu rất là ngon, tức là mình quay lại gần một tí nữa. Đấy, phải từ độ 100m về thì là ok đâu, không phải nghĩ. Bây giờ cho phép Xuân Hữu sẽ dành thời gian để cho các bạn cùng nghe tiếng đàn của thầy Chu Văn Thạch đấy. Thầy đang đứng ở bờ ruộng đây rồi. Thầy cho anh Vàng đánh thử để khán giả được nghe tiếng đàn của anh Chu Văn Vàng ơi. Đấy, các bạn có thấy nông dân bỏ cuốc làm chơi đàn tính được luôn. Tuyệt vời anh ơi, hay quá.
Quân Vàng. Đang chơi đàn tính, hai anh em đang kết hợp chơi đàn tính giữa bờ ruộng, cách chỗ Xuân Hữu đang đứng ghi hình cho các bạn này khoảng hơn 100 mét. Nhịp anh Thạch. Rồi, cảm ơn anh Chu Vàng nhá. Cảm ơn thầy Thạch. Các bạn tiếp tục nghe tiếng đàn thanh thoát của thầy Chu Văn Thạch đang di chuyển. Thì vừa đi vừa chơi đàn. Đây, các bạn cùng theo dõi từng bước chân của thầy. Đánh thật nhá, không phải đánh nhép nhá. Đấy.